Thanh xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe và thẩm mỹ do Kiều Khanh và Kim Phượng phụ trách vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Kiều Khanh xin kính chào quý vị, chào người đẹp Kim Phượng. Chào Kiều Khanh, Kim Phượng xin mến chào quý khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, như người ta vẫn thường nói là con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Và bây giờ thì có thể nói là mình mở rộng hơn thì mình nói là con mắt là cửa sổ của tinh thần, của trí tuệ và của cơ thể. Vì câu hỏi này mà Kiều Khanh đã mời bác sĩ Jem Chương lên đây để có thể khám phá ra những cái chẩn đoán và cũng như điều trị trong lĩnh vực về mắt cho quý vị. Em chào bác sĩ Jem Chương. Trước hết chào khán giả của đài SBTN và đồng thời chào chị Kiều Khanh và chào chị Phượng. Anh Jem Chương ơi, bây giờ đầu tiên Kim Phượng muốn hỏi là trước tiên nếu vì nói về một người đàn bà, khi mà mình nhìn cái người đàn bà có cặp mắt long lanh thì người ta trong thơ văn Việt Nam cứ nói là mắt long lanh, mắt đẹp như nước hồ thu, thì đương nhiên là mình thấy một người đàn bà rất quyến rũ rồi. Nhưng cái đó là cái nghĩa bóng, nhưng mà nếu mà nói một nghĩa đen á, thì người ta bây giờ hồi nãy anh nói là con mắt là cửa sổ của tinh thần, trí tuệ và của cơ thể, cái câu và của cơ thể. Vậy bây giờ anh có thể explain, giảng nghĩa nó sâu hơn cho quý khán giả và Kim Phượng được biết là bởi vì sao thật sự là anh nói đúng, con mắt là cửa sổ của cơ trí tuệ, tâm hồn và cơ thể. Vâng, thưa chị, trước đây người ta vẫn nói là con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tuy nhiên bây giờ cái mở rộng hơn là con mắt của cửa sổ của trí tuệ. Tại vì chúng ta thấy là rõ ràng khi chúng ta học, các em học bài hay là quý vị đọc những cái iPhone, iPad, đọc những cái tin tức mới, thì quý vị cũng nhìn qua con mắt để quý vị đi vào trí tuệ và tinh thần. Khi chúng ta nhìn, nhưng mà đọc những câu chuyện vui chúng ta vui, và đọc những câu chuyện buồn chúng ta buồn. Còn và cái cơ thể cũng vậy, cơ thể tức là khi chúng ta nhìn vào tất cả những cái khung cảnh xung quanh, và coi như cái cơ thể chúng ta khi chúng ta cảm thấy vui thì các hormone, tức là mình gọi là các nội tiết tố trong cơ thể chúng ta tiết ra và làm cho cơ thể chúng ta phấn chấn và chúng ta vui vẻ. Còn nếu mà chúng ta nhìn những khung cảnh buồn thì đương nhiên chúng ta những cái sẽ bị ức chế của những cái nội tiết tố, sẽ làm chúng ta cơ thể chúng ta mệt mỏi, uể oải. Vậy thì bây giờ em muốn hỏi bác sĩ Jem Chương rằng là có bao nhiêu loại mắt để bệnh mắt á, để mình có thể mình biết được là mình đang trong cái loại mà mắt của mình đang có những cái vấn đề gì, giống như là mắt khô rồi mắt allergy. Thì bây giờ bác sĩ có thể giải thích hơn tại sao people lại có thể bị mắt khô, nguyên nhân tại sao và bắt nguồn tại sao? Vâng, thì cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nói tới cái đề tài về những cái khám phá mới trong vấn đề chẩn đoán và điều trị trong lĩnh vực về các bệnh lý về mắt. Thì ở cái mùa thu và mùa đông này á, chúng ta thường để ý thấy là chúng ta bị dễ bị khô mắt. Thì cái mùa hè thì nó khô mắt kiểu mùa hè, mà mùa đông khô mắt kiểu mùa đông. Mùa hè thì cái nước mắt chúng ta bị bốc hơi thì chúng ta khô mắt. Còn mùa đông thì cái loại khô mắt của mùa đông, tức là chúng ta cái mắt chúng ta giống như là không tiết được cái nước mắt ra, chúng ta bị khô mắt. Mỗi cái kiểu nó khác nhau. Và đồng thời mùa đông thì mùa hè thì cũng có bị dị ứng là phấn hoa, còn mùa đông thì cũng bị dị ứng những cái môi trường xung quanh. Thành ra mùa nào cũng có những cái hai cái chứng mà chúng ta hay gặp là khô mắt và dị ứng. Trước đây đó, khi mà Kiều Khanh hỏi về khô mắt đó, Kim Phượng cứ nhớ là mỗi lần mà đi khám bác sĩ mắt đó, bác sĩ mắt cứ nói ok, bây giờ cô bị khô mắt, cứ mua mấy cái thuốc nhỏ mắt đó, 2-3 tiếng gì nhỏ vào thì cho nó cái mắt nó ướt át, nó không bị khô, nó không có bị irritated. Mà hồi nãy bác sĩ Jem Chương nói là hôm nay á, bác sĩ sẽ nói về những cái phương pháp mới trong y học. Vậy thì bác sĩ cho mọi người biết là hồi xưa đó như thế nào, với những cái biện pháp nào mà người bác sĩ biết là người bệnh nhân bị dry eyes, mà bây giờ mình có dùng những cái biện pháp chẩn đoán đó không, hay là mình có cái gì mới để mình biết được? Vâng, thưa chị Phượng, cái câu hỏi rất là hay. Thì nói chung là trước đây á, khi mình đi khám bác sĩ nó khô mắt, thì bác sĩ thứ nhất là cái bác sĩ chỉ nhìn và không thấy, tức là chúng ta nhìn lên cái ngấn nước mắt, chúng ta không thấy ngấn nước mắt thì bác sĩ nói là khô mắt. Nhưng mà bác sĩ cũng chưa biết được cái mức độ khô mắt này nó là nặng hay là nhẹ. Thì sau đó thì bác sĩ có thể dùng những phương pháp cổ điển cũ, là mình dùng những tấm giấy thấm
loại đặc biệt đó, giống như thấm ở thấm vô lên mắt như vậy, thì khi mình thấm vô mắt như vậy thì mình mới biết được cái nước mắt nó sẽ chảy ra, và khi mà nó chảy ra ra cái miếng giấy thấm đó thì nó ra tới tới độ dài, nó ra tới bao nhiêu, người ta sẽ đo được cái độ dài đó và người ta quyết định được là cái khô mắt đó là nặng hay nhẹ. Nếu mà cái nước mắt mà ra nhiều, tức là đương nhiên chúng ta ít bị khô mắt, mà nó ra cái ngấn trên cái tờ giấy thấm nó ít thì chúng ta bị khô mắt nhiều. Tuy nhiên cái phương pháp mới là chúng ta dùng những cái hình ảnh chụp, xin anh cho cái hình ảnh là cái hình ảnh vừa rồi đó. Cái hình ảnh là trên cái hình ảnh đó quý vị thấy là cái có hai cái hình, một bên là cái bình thường và một bên là họ chụp, thấy quý vị thấy cái những cái đứt đoạn trên cái hình mà mắt ở bên tay trái của chúng, bên tay trái của chúng, bên tay trái của tôi đó, thì coi như là bên tay phải, bên tay phải của quý vị, tức là cái bên đó là những cái, chúng quý vị thấy những cái đường nó rất là đều, còn bên kia nó bị đứt đoạn. Thì những cái đứt đoạn đó là do cái tuyến mỡ chúng ta, đó là tất cả những cái tuyến mỡ nó tiết ra, thì khi những tuyến mỡ nó bị đứt đoạn tức là nó không tiết được mỡ. Thì trước đây chúng tôi vẫn nói là cái khô mắt đó là do ba cái thành phần nước mắt. Mà ba thành phần đó thiếu đi một thành phần thì cũng sẽ bị khô mắt. Thứ nhất là thành phần nước, cái thứ hai là thành phần dầu, chất dầu, và thứ ba là thành phần chất nhầy. Thì trong ba thành phần đó thì cái trên cái hình đó là chúng ta nói tới cái thành phần mỡ, tức là thành phần dầu. Nếu mà thành phần dầu thiếu đi thì cái nước mắt chúng ta dễ bị bốc hơi. Đó, thì trên cái hình đó là chúng ta minh họa là chúng ta thấy cái tình trạng là như vậy. Thì tôi có một cái ví dụ để cho quý vị dễ nhớ, là quý vị nhớ khi các quý bà nấu phở đó, thì để cho nước khỏi bốc hơi, quý vị nhớ là thường các quý bà hay để một cái ván mỡ rất là dày. Thì cái ván mỡ đó nó sẽ cản cho cái nồi nước phở nó không bị bốc hơi nhanh, và nó không có bị, nó vẫn nóng mà nó không bị bốc hơi nhanh. Vậy thì em được biết rằng là có rất là nhiều người muốn đeo contact lens, nhưng là bởi vì có phải là nguyên do là mắt bị khô cho nên không đeo được không bác sĩ? Thì thưa chị đúng, tại khi như thế này là khi mà mình đeo contact lens, nhất là contact lens mềm đó, thì contact lens mềm đó, thì quý vị nhớ là chúng ta phải nhúng vào cái dung dịch solution để cho contact lens nó giống như là nó mềm mại. Còn nếu chúng ta để contact lens nó ra ngoài thì sẽ khô, nó khô cong lại. Thì chúng ta nói thực tế là như vậy, bởi vì khi chúng ta bỏ cái contact lens vào mắt đó, nếu mắt chúng ta chưa bị khô thì chúng ta có nhiều nước mắt đó, thì cái nước mắt nó sẽ tiết ra và nó làm cho cái môi nó giống như là nó làm cho contact lens nó bị ướt đi. Nhưng mà nếu chúng ta mắt chúng ta đã khô rồi thì chúng ta không có đủ nước mắt, thì chúng ta cũng đã đeo vào đó, mà cái contact lens nó lại lấy thêm nước mắt còn lại, nước mắt còn sót lại chúng ta lấy thêm nước mắt nó nữa, thì cái mắt chúng ta càng khô hơn. Chính vì thế rất nhiều quý vị khi đeo contact lens, quý vị cảm thấy khô hơn, mình khô hơn là mình không đeo. Và đó là do bị hút tất cả các hút kiệt hết tất cả các nước mắt còn lại vào cái contact lens để giữ cái contact lens nó có cái độ ẩm. Chính vì thế quý vị không thể đeo contact lens được. Vậy thì những cái người mà bị khô mắt như Kim Phượng đó anh, mà bây giờ mình đeo contact lens nhưng mà sometime lúc mà mình làm việc mình không có thì giờ bận quá, mình không có cái thì giờ mà mình nhỏ cái giọt nước mắt giả vào, thì khi mà mình chậm làm vậy nó có gây ra cái hậu quả nào không? Nó có làm chảy cái võng mạc của mình không? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là, và những người mà bị khô mắt á, thì Kim Phượng có nghe anh hay nói về cái phương pháp AuthoCare đó, thì khi mà mình xài cái AuthoCare đó nó có bị ảnh hưởng gì không nếu mà mình không có nhỏ những cái giọt nước mắt thường xuyên? Vâng, chị trả lời câu hỏi thứ nhất, tức là những người mà giống như mình khô mắt khi mà mình đã muốn, nhưng mà nhiều khi vì mình không muốn đeo kiếng, mình muốn đeo contact lens, thì khi mình đeo contact lens thì mình phải nhỏ thuốc nhỏ mắt thường xuyên. Tôi vẫn khuyên quý vị nào có bị khô mắt mà đeo contact lens, quý vị nên nhỏ thuốc nhỏ mắt, các loại nhỏ mắt mà dùng cho contact lens á, tức là họ có đề ở dưới là contact lens, thì quý vị nên mua những loại đó. Thì quý vị nhỏ những loại đó, thông thường mình nên nhỏ trong vòng 3 tới 4 tiếng một lần, để mình giữ cái mắt, giữ cái contact lens luôn luôn nó moisturize, tức là nó có cái độ ẩm, thì chúng ta không bị khô. Còn nếu mà trường hợp chúng ta không nhỏ, chúng ta vì bận quá chúng ta không nhỏ, thì lúc đó chúng ta sẽ bị khô. Và khi khô thì cái lens khi mà nó khô lại á, thì nó khô lại thì nó sẽ cọ sát vào cái giác mạc chúng ta. Khi cọ sát vào giác mạc chúng ta cảm thấy có cảm giác rất là khó chịu, giống như là có cát bụi trong mắt vậy đó. Thì nếu mà chúng ta không làm gì hết thì không sao, mà nếu chúng ta vì lý do đó mà rất một số người khó chịu và nhạy cảm dụi mắt, thì chúng ta dụi mắt có thể những cái mảnh khô của contact lens có thể giống như nó cứng lại, khi nó cứng lại nó cạ vào cái
cái lòng đen nó có thể làm chảy mắt chúng ta. Tuy cái mức độ chảy nó sẽ không nặng lắm đâu, tuy nhiên nó sẽ chảy và làm khó chịu và làm chúng ta trở nên không thích đeo contact lens. Nói tới cái chuyện mà đeo contact lens thì đây là một cái điều mà Khanh muốn chia sẻ. Chính bác sĩ Trâm Trương là người đã cứu Kiều Khanh trong cái 2 tháng trước. Thì thực sự ra là Kiều Khanh đó thì đi chụp hình lịch nhưng mà vô tình đó thì không có contact lens để đeo, để muốn chụp cho cái mắt mình nó ống lên nó đẹp hơn đó. Thì ở quý vị thấy ở ngoài nó bán contact lens mà loại màu đó quý vị. Thì thực sự Kiều Khanh thì không có, chứ người kia hỏi là ô muốn đeo không thì đeo, thì Khanh có cái cũ của Khanh quên bỏ vào trong cái hũ đựng nước vô, rõ ràng có nước rồi. Nhưng mà khi mà đeo vô rồi quý vị ơi, giống như là nó đang cháy cái mắt của Kiều Khanh lại, nóng lắm. Thì lúc đó Kiều Khanh lấy tay là Kiều Khanh đã lấy ra được liền. Nhưng mà sau đó thì tự nhiên mắt Kiều Khanh cảm thấy rất là khó chịu. Giống như bác sĩ vừa nói, giống như là có một cái cát nó lúc nào nó cũng đâm vô trong mắt của mình. Thì tức tốc tới bác sĩ Trương, thì bác Trương nói rằng là coi lại, chụp hình coi lại thì nói là Kiều Khanh đã bị infection, giống như là đã bị một chút xíu phải bác sĩ? À vâng. Đó là một cái bài học mà Kiều Khanh lên, cũng như là nếu quý vị nào muốn đeo contact lens á, thì nếu contact lens mình đang quá cũ rồi thì đừng bây giờ đeo nữa, là dục đi, phải đeo contact lens mới nha quý vị. Cho dù là quý vị bỏ vào trong cái hũ đậy nắp đàng hoàng nhưng cái vi trùng vẫn còn nằm ở đó và có thể ảnh hưởng tới cái mắt. Cho nên tới giờ này là có một tháng mấy rồi thì mắt Kiều Khanh vẫn chưa được, đó là nói chung là 100% bình phục hẳn. Cho nên ở đây là một cái điều mà Khanh chia sẻ quý vị, nếu quý vị nào muốn đeo contact lens màu mà nếu mà có cũ thì dục đi, đừng có tiếc cũ giống như khi mình đeo lại là coi như ảnh hưởng tới mắt về sau này. Kính thưa quý vị, đừng có lần sống, chúng tôi sẽ trở lại quý vị sau phần quảng cáo thương mại.